lựa chọn cách giải quyết vấn đề chứ không phải là ép buộc theo ý kiến của người tư vấn nha. Có nghĩa là chúng ta cùng hỗ trợ trao đổi thảo luận để đưa đến một cái cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là chúng ta quan điểm chúng ta là đúng nhưng mà chúng ta phải đưa ra một cái hướng giải quyết, trao đổi thảo luận với bệnh nhân, đưa ra cái hướng giải quyết phù hợp mình đang nhất. Phải là nói tôi nói chị là đúng đó, anh chị tôi chú phải nghe theo lời tôi, mình không giải thích, mình không thảo luận mình nha, mình áp đặt người ta là không được ha. Giúp họ tư vấn, giúp họ lựa chọn cách giải quyết các em, không phải ép buộc theo ý kiến của người tư vấn. Không có bắt ra cấu lại nha, cầm cái lo phát theo tay nè. Chúng ta giống như là lắng nghe rồi gật đầu thông cảm gì đó chẳng hạn,
các cái biểu hiện của giao tiếp không lời như là ánh mắt, cử chỉ ha, tư thế. Ví dụ như bệnh nhân nói chuyện với chúng ta ngồi đối diện, chúng lắng nghe thì nó khác. Và bệnh nhân nhìn chúng ta nhìn chỗ khác, quay lưng ra đối ngược, được không? Không nha. Rồi, tư thế ha. Ví dụ như giao tiếp không lời có ánh mắt, cử chỉ, tư thế này ha. Lựa chọn các cái giải pháp khác nhau, từ đó
đưa ra giải pháp một là gì, hai là gì nha, ba là gì nha, rồi từ đó cho bệnh nhân lựa chọn cái giải pháp nào mà phù hợp với họ. Bệnh nhân xem xét từng giải pháp và quyết định phù hợp, quyết định giải pháp phù hợp. Rồi thứ sáu là kỹ năng thăm dò, thì đây cũng là kỹ năng đặt câu hỏi mở. Thì cái ưu điểm của câu hỏi mở là chúng ta thu thập được nhiều thông tin từ bệnh nhân hơn hơn là câu hỏi đóng ha. Từ đó hình thành cái hướng giải quyết vấn đề của bản thân họ. Nói chung mình tư vấn, nhưng mà người vượt qua cái khó khăn, tự giải quyết khó khăn cũng chính là bản thân họ nha. Chứ không phải là mình chỉ là tư vấn thôi, đưa ra hướng giải quyết cho họ lựa chọn thôi, thấy mấy em. Rồi. Bài này chúng ta nói tư vấn là gì, rồi tư vấn giáo dục sức khỏe là gì, rồi thái độ cần của nhà tư vấn là gì, rồi kỹ năng cần của nhà tư vấn là gì nha.